5 thực phẩm phá nát gan nhanh hơn rượu bia, toàn là những món quen thuộc trên mâm cơm của nhà bạn. Trong video ngày hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ đến anh chị 5 cái loại thực phẩm phá nát gan kinh khủng hơn cả rượu bia mà một số người rất có thói quen sử dụng. Thứ nhất đó là đường. Khi chúng ta nạp quá nhiều đường vào cơ thể, gan sẽ tiết ra mật để chuyển hóa đường thành chất béo. Nếu anh chị tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện hoặc siro có hàm lượng fructose cao, chất béo sẽ tích tụ trong gan và sẽ gây ra các bệnh lý về gan. Thứ hai là măng tươi. Măng tươi chứa hàm lượng cyanide rất là cao, dưới tác động của enzyme tiêu hóa nó sẽ biến thành acid cyanuric. Thì đây là một chất độc đối với cơ thể, đặc biệt rất có hại cho thận. Thứ ba là đồ chiên, đồ rán, đồ xào. Đây là những loại thực phẩm chứa rất nhiều gia vị, đặc biệt là đường và chất béo. Khi chúng ta chế biến ở nhiệt độ cao, các loại thực phẩm này tạo ra rất nhiều chất độc và tạo áp lực cho gan trong việc xử lý và đào thải các chất độc này ra khỏi cơ thể của chúng ta. Thứ tư là nội tạng động vật, đặc biệt là gan. Gan là nơi tích tụ toàn bộ độc tố trong suốt vòng đời của động vật. Vì vậy, nếu chúng ta tiêu thụ nội tạng động vật, vô hình chung là chúng ta đã đưa vào cơ thể của mình toàn bộ chất độc của động vật. Và lúc này, gan chúng ta mất rất nhiều thời gian để xử lý và đào thải chất độc này ra khỏi cơ thể đấy. Thứ năm là thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm chế biến sẵn chứa rất nhiều muối và các chất bảo quản chứa nitric, nitrat. Khi nitric và nitrat đi vào cơ thể của chúng ta kết hợp với các axit amin có trong thức ăn như tôm, cua, cá thì nó sẽ tạo ra một cái hợp chất có khả năng gây ung thư và tạo cái gánh nặng cho gan. Không phải chỉ rượu bia mới gây ảnh hưởng xấu cho gan mà một chế độ ăn uống không lành mạnh cũng là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý về gan, đặc biệt là 5 loại thực phẩm mà Trang vừa nêu. Thì anh chị hãy lưu lại và hãy chia sẻ cho những người thân bạn bè của mình cùng biết để cùng bảo vệ sức khỏe của mình anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.